Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở, và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu và một phần ba hin rượu làm lễ quán, mà dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng, ngươi dâng một con bò tơ, hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện, hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng ba phần mười ê-pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu, và dâng nửa hin rượu làm lễ quán. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con. Tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sinh ra trong xứ phải làm như vậy. Khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia, dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng, chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy. Sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dân dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dân dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-xe, nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-xe truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn này cho và về ngày sau trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng, tùy theo mạng lệnh, phải dùng một con bò đực tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo, và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel, thì tội hội chúng sẽ được tha, vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình, tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình. Cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội. Nhược bằng chỉ một người lầm lỡ phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va. Và khi đã làm lễ chuộc tội cho người, thì người sẽ được tha. Khi lầm lỡ mà phạm tội,
thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi, hoặc là người sinh giữa dân Israel hay là khách kiều ngụ trong dân đó. Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sinh trong xứ hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị truất khỏi dân sự mình, vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài. Người hẳn sẽ bị truất diệt, tội gian ác người đổ lại trên mình người. Vả dân Israel đang ở tại đồng vắng, gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: người này phải phạt xử tử. Cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá, và người chết y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia. Hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, chương 1. Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con rất yêu dấu của ta. Nguyện con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà nội con và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jesus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta, trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onishi-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đàng. Chương 2. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng,
hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ, sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng, phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Chương 3. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet với Jambe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta, trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại,
hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bé trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kiếp, vì Đê Ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Thessalonica. Crescen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Damati rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mát đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicơ sang thành Epheso. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Cabut thành Troas, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphorus. Erác ở lại tại thành Corinto, còn Trophim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Obulu, Buden, Linus, Claudia cùng anh em thảy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con. Cầu xin ân điển ở cùng các anh em. Thi Thiên 31. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song
đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi suốt kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các cừu địch tôi trở nên sự ô nhục. Thật, một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ. Tứ phía có sự kinh khủng. Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng tôi đã bị trút khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng, bền chí. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com.
Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.